Xin chào các bạn học sinh lớp 6. Như vậy là ở clip trước chúng ta đã học xong cái bài 9, các loại rễ và các miền của rễ. Thì trước khi chuyển qua bài mới thì cô cũng có câu hỏi gợi ý ở phần kiểm tra bài cũ để giúp các em học tốt hơn ở những cái nội dung này nha. Một trong những câu hỏi mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp ở cái phần kiểm tra bài cũ này đó là nêu đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm. Và giáo viên có thể yêu cầu thêm đó là lấy ví dụ những cây có rễ cọc hoặc là những cây có rễ chùm. Thì đây chúng ta trả lời là có hai loại rễ chính, đó là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc có đặc điểm là gồm một rễ cái to, khỏe, đâm thẳng và nhiều cái rễ con thì mọc xiên. Chúng ta có thể lấy ví dụ nhiều như là cây cải này, cây mít này, cây xoài này, vân vân. Còn rễ chùm là gồm những cái rễ con mọc dài và tỏ ra từ cái gốc thân thành một chùm. Thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là cây lúa này, cây hành này, thì đó là những cây có rễ chùm. Câu hỏi thứ hai chúng ta có thể gặp ở trong phần này, ở phần kiểm tra bài cũ này, đó là chỉ ra các miền của rễ, nêu chức năng của từng miền và theo em miền nào là quan trọng nhất. Thì ở đây chúng ta thấy là gồm có 4 miền. Thứ nhất là miền trưởng thành, có chức năng là dẫn truyền. Miền hút thì có chức năng là hấp thụ nước và muối khoáng. Miền sinh trưởng thì làm cho rễ dài ra. Và miền chốt rễ là che chở cho đầu rễ. Và ở đây chúng ta thấy là miền hút đóng một cái vai trò quan trọng nhất, bởi vì nó có chức năng đó là gì? Hút nước và muối khoáng để cung cấp cho cây. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là giáo viên có thể hỏi thêm là đó là cái vì sao nói cái miền hút là phần quan trọng nhất. Thì cái câu hỏi này là được dành cho những học sinh khá giỏi đây, thì chúng ta cũng giải thích được đúng không? Đó là miền hút thì nó quan trọng nhất vì nó giúp cho cây có thể hút được nước và muối khoáng, làm cho cây có thể sinh trưởng và phát triển một cách tốt nhất. Và đặc biệt là nó có cấu tạo phù hợp với cái việc hút nước và muối khoáng hòa tan, đó là nó hình thành nên những cái tế bào lông hút. Chính vì vậy cho nên ở trong cái bài mới ngày hôm nay chúng ta học bài 10, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo của miền hút của rễ. Chúng ta sang cái bài 10, cấu tạo miền hút của rễ. Chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên, phần 1, đó là cấu tạo của miền hút. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát một cái tranh. Rồi thì ở phần này chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên, đó là gì? Miền hút của rễ gồm có mấy phần? Thì ở đây chúng ta nêu được là miền hút của rễ thì gồm có hai phần, đó là phần vỏ và phần trụ giữa. Đây là nhìn trên cái hình chung thì chúng ta thấy đây chính là phần trụ giữa ở phía trong đây. Còn đây chính là phần vỏ. Đây, cái phần này chính là phần vỏ, cái bán kính này các em. Đây. Đây là cái bán kính của nó. Đây, tất cả phần này là phần vỏ. Hay nếu như nhìn trên, quan sát trên phần này á, thì chúng ta cũng thấy được này, đây chính là cái phần phần trụ giữa. Và cái này trở ra thì đây chính là phần vỏ. Đấy. Như vậy vỏ thì gồm những phần nào? Thì phần này chúng ta cũng phải nêu được. Vỏ thì gồm có hai phần, đó là phần gì? Phần biểu bì và phần thịt vỏ. Phần biểu bì là phần ở phía bên ngoài cùng đây, cái lớp ngoài cùng, nơi mà tiếp xúc với đất cát luôn đó các em. Đây, thì người ta gọi đây chính là lớp biểu bì. Còn cái phần phía trong này thì đây chính là phần thịt vỏ. Như vậy ở trong phần này thì bây giờ chúng ta sẽ nêu về cái cấu tạo của biểu bì. Thì ở đây chúng ta thấy là cấu tạo của biểu bì là nó bao gồm một cái lớp tế bào hình đa giác và nó sắp xếp sát với nhau. Và một số tế bào biểu bì ở phía ngoài cùng thì nó kéo dài ra thành cái lông hút. Như vậy thịt vỏ có cấu tạo như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy là thịt vỏ thì nó cũng bao gồm nhiều cái lớp tế bào và đặc biệt là nó có cái độ lớn khác nhau. Ví dụ như ở phía ngoài thì nó nhỏ, nhưng mà càng vào trong thì các tế bào này thì nó lại càng lớn hơn. Chúng ta tìm hiểu cái phần tiếp theo, đó là phần trụ giữa. Như vậy trụ giữa thì bao gồm những bộ phận nào? Thì chúng ta nêu được trụ giữa gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là bó mạch, thì gồm có mạch gì? Mạch tray và mạch gỗ. Và phần ở phía trong đó là phần ruột. Như vậy
chúng ta sẽ nêu cái cấu tạo của mạch ray và mạch gỗ ra. Thì ở đây chúng ta thấy là cái mạch ray á thì nó gồm những cái tế bào có vách mỏng, còn mạch gỗ thì nó bao gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày và đặc biệt là nó không có chất tế bào. Như vậy phần này chúng ta quan sát lại hình vẽ một xíu nữa nha. Đây, như vậy chúng ta có thể quan sát này, đây chính là mạch ray. Người ta tô cho chúng ta màu đỏ đỏ, chúng ta quan sát lên này, đây mạch ray đây, và cái phần xanh xanh này thì đây biểu thị cho đây chính là mạch gỗ. Đấy, chúng ta có thể quan sát đây là mạch gỗ và ở giữa này chính là ruột, đây phần ruột. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nhận xét cái sự sắp xếp của mạch ray và mạch gỗ. Thì ở đây chúng ta thấy là mạch ray và mạch gỗ nó xếp so le nhau. Như vậy vì sao lại yêu cầu chúng ta nhận xét? Bởi vì sang cái phần học cấu tạo của thân á, chúng ta sẽ thấy nó cũng có cấu tạo mạch ray và mạch gỗ, nhưng mà sự sắp xếp của nó là khác nhau. Ở đây chúng ta thấy nó sắp xếp so le nhau này, cứ một bó mạch ray thì đến một bó mạch gỗ, sau đó một bó mạch ray thì lại đến một bó mạch gỗ. Sự sắp xếp của chúng là so le với nhau. Như vậy cấu tạo của miệng hút gồm có mấy phần và chức năng của những phần đó là gì? Thì ở phần này chúng ta có thể nêu một cách tổng quát như sau. Cấu tạo miệng hút gồm có hai phần, đó là vỏ và trụ giữa. Phần vỏ thì bao gồm biểu bì và thịt vỏ. Chức năng của biểu bì đó là bảo vệ này, hút nước và muối khoáng. Vì nó nằm ngoài cùng thì đương nhiên là nó bảo vệ. Nó có các tế bào lông hút thì nó có chức năng hút nước và muối khoáng. Thứ hai đó là phần thịt vỏ thì bao gồm một lớp tế bào và nó chỉ có nhiệm vụ là gì đây? Chuyển các chất từ lông hút vào trong trụ giữa. Phần thứ hai là phần trụ giữa thì bao gồm hai phần, đó là phần bó mạch thì gồm mạch gỗ và mạch ray, và ở trong cùng là ruột. Mạch gỗ thì có chức năng là chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá. Mạch ray thì có chức năng là chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, và ruột thì nó chứa chất dự trữ ở bên trong. Rồi chúng ta chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo. Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào và nó có tồn tại mãi hay không? Thì ở đây chúng ta cũng quan sát kỹ lại một xíu. Đây về hình dạng của lông hút đây các em, nó là một tế bào đây, nó nằm ở phía ngoài và nó kéo dài ra giống như một cái ống hút vậy này. Đấy, như vậy ở đây người ta yêu cầu chúng ta là vì sao mỗi lông hút được xem là một tế bào và nó có tồn tại mãi hay không? Thì mỗi lông hút là một tế bào bởi vì chúng có cấu tạo là một tế bào này, có cấu tạo y như một tế bào khác, là gồm gì? Vách tế bào này, rồi màng xương chắc này, bên trong có chất tế bào này chứa nhân, và nó còn có cả không bào. Và đặc biệt cái lông hút này nó không có tồn tại mãi mãi, vì nếu như mà môi trường không có thích hợp thì chúng có thể bị tiêu biến, hoặc là khi mà bị tổn thương thì chúng có thể bị gãy đi. Bây giờ chúng ta, như cô đưa cái hình vẽ cho chúng ta vừa quan sát rồi đấy, chúng ta sẽ quan sát cái hình 10.2 và chúng ta quan sát lại cái hình 7.4 ở cái bài số 7 á. Chúng ta rút ra cái nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung của tế bào thực vật và tế bào lông hút. Thì ở phần này thì chúng ta có thể rút ra sự giống nhau và khác nhau như sau. Thứ nhất đó là chúng ta nêu ra cái sự giống nhau trước. Thì cả tế bào lông hút và tế bào thực vật nó đều có đầy đủ các thành phần của một tế bào, như là nó có vách tế bào, có màng sinh chất, có chất tế bào, có nhân, và bên trong có cả không bào. Nhưng mà bên cạnh những đặc điểm giống nhau đó thì nó cũng có những đặc điểm khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là thứ nhất là ở tế bào thực vật nó có vách tế bào dày, còn tế bào lông hút thì vách tế bào của nó mỏng. Tế bào thực vật thì không bào nhỏ, nhưng tế bào lông hút thì không bào rất là lớn. Tế bào thực vật thì có lục lạp, nhưng tế bào lông hút thì không có lục lạp. Và đặc biệt là nhân thì nằm sát thành tế bào, còn tế bào lông hút thì nhân nó nằm ở phía đầu của lông hút. Chúng ta thấy là trên thực tế thì bộ rễ thường ăn sâu lan rộng, nhiều rễ con. Thì chúng ta có thể giải thích được điều này vì sao? Vì chức năng chính của rễ là hút nước và muối khoáng, cho nên nó càng lan rộng, càng ăn sâu thì cái cơ hội tìm được nước và muối khoáng nó càng nhiều. Cho nên là khi trồng trọt là chúng ta nhớ là tạo điều kiện thuận lợi để cho rễ cây có thể hút được nhiều nhất nước và muối khoáng có thể. Ở trong cái phần này thì
Câu 1 thì chúng ta câu các câu hỏi phía sau sách giáo khoa thì câu 1 chúng ta không cần làm đúng không? Chúng ta dùng nhớ quan sát tranh lại chúng ta chỉ này. Câu 2 này, đánh dấu tích vào ô vuông cho ý trả lời đúng của các câu sau. Miếng hút là phần quan trọng nhất của rễ vì gồm hai phần vỏ và trụ giữa, có mạch gỗ và mạch rê vận chuyển các chất, có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khó hòa tan, và có ruột chứa chất dự trữ. Thì đương nhiên chúng ta chọn câu này, đó là có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Và câu số 3 đó là có phải tất cả các rễ cây đều có miệng hút không và vì sao? Thì đây chúng ta có thể trả lời là tất cả các rễ cây thì đều có miệng hút, vì đây chính là cái khu vực mà giúp cho cây có thể hấp thụ được nước và muối khoáng. Nhưng không phải tất cả các miệng hút đều có lông hút, tức là những miệng hút thì cây nào cũng có, rễ cây nào cũng có, nhưng mà ở những cây mà có rễ chìm trong nước á, thì muối khoáng và nước nó sẽ hấp thụ trực tiếp qua các cái tế bào biểu bì ở miệng hút của rễ, cho nên các cái tế bào này nó không có hình thành nên cái lông hút, mà nó hấp thụ trực tiếp nước và muối khoáng vào luôn. Như vậy ở đây chúng ta trả lời là tất cả các rễ cây đều có miệng hút, nhưng không phải tất cả đều có lông hút, được chưa nào? Như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Nếu có chỗ nào cần thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới thì cô sẽ giải đáp. Từ cái bài 1 cho tới bài 10 này, đây là những cái bài mà cô quay bổ sung vào cái chương trình sinh học 6. Còn những cái bài sau này đã có sẵn trên kênh rồi, các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Chúc các em học tốt và hãy nhớ like và share cái bài giảng của cô đến những bạn khác để chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.